Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Dân ta phải biết luật ta do luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu đảm nhận. Thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay tôi sẽ làm một cái video có tên là Con dưới 36 tháng tuổi, mẹ là người trực tiếp nuôi con. Hôm nay tôi làm một cái video có cái tên nó lạ như vậy vì đây là lần thứ rất là nhiều lần mà đại đa số một số khách hàng nữ họ đến với văn phòng họ hỏi rằng: chị ơi, là bây giờ hiện tại là em mới sinh em bé nè, em không có thu nhập nè, em như thế này như thế kia, nhưng thực sự là ông chồng của em ổng lý do A lý do B như vậy, và bây giờ liệu em ly hôn thì em có bị mất con hay không? Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái câu hỏi và cũng đó là một cái câu trả lời ngay cho cái phần tựa đề của video. Thì hôm qua có một cái khách hàng nữ họ bảo với tôi rằng là: chị ơi, con em hôm nay là 25 tháng tuổi, em muốn ly hôn ở tòa vì ông chồng của em ổng không có trách nhiệm, vợ chồng thì về kinh tế sau khi sinh con thì phát sinh hàng loạt cái chi phí, và vì phát sinh hàng loạt cái chi phí, chồng em thì lại không có công ăn việc làm ổn định, cho nên thực sự ra em rất là khổ tâm, và sau nhiều bao nhiêu lần khuyên nhủ thì anh vẫn không có một cái lay chuyển, thì em cũng muốn nộp đơn ly hôn để thứ nhất là em tự giải phóng cho bản thân mình, và cái thứ hai, nhưng mà cái việc em lo sợ nhất là bây giờ con em như vậy thì em có được quyền con hay không. Và tôi cũng đã trả lời với em rằng theo điều 81 của Bộ luật Hôn nhân gia đình năm 2014, trên nguyên tắc con dưới 36 tháng tuổi mẹ là người trực tiếp nuôi con. Thưa quý vị và các bạn, thì luật cũng đã dự liệu những cái tình huống để mà nuôi con của người mẹ. Trong trường hợp con nó quá nhỏ thì mẹ sẽ có những cái điều kiện chăm sóc đứa trẻ gần gũi mẹ về cả cái thể chất và những tinh thần để cho đứa bé còn quá nhỏ để phát triển hoàn thiện về mặt thể chất. Tuy nhiên cũng có một câu là trong trường hợp nếu mà giữa bố và mẹ có thỏa thuận thì cũng có thể là người bố nuôi, hoặc so sánh những cái tiêu chí khác. Nhưng thông thường thì đã là những cái quy định mà ghi rõ trong luật thì rõ ràng không ai có thể phán quyết nào khác không được, ngoại trừ những cái người mẹ có những cái yếu tố là không có chăm lo gia đình, hoặc những người mẹ có những cái điều kiện mà hơi về mặt thông thường, về mặt phẩm chất không được tốt. Thưa quý vị và các bạn, trong cái việc hôn nhân và gia đình, hôm nay tôi cũng muốn lòng ghép thứ nhất là việc con dưới 36 tháng tuổi thì mẹ được quyền nuôi con, và tôi cũng muốn lòng ghép những cái câu chuyện ly hôn để cho quý vị và các bạn, những người muốn ly hôn sẽ như thế nào, như thế nào, như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện đầu tiên tôi muốn kể cho quý vị và các bạn: nộp đơn ly hôn ở tòa này. Bây giờ có một cái cô vợ đang ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, mà người chồng cũng có hộ khẩu ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên là bây giờ ảnh đang sinh sống và làm việc ở Bình Định, ở một cái huyện ở Bình Định. Thì bây giờ cô vợ buộc lòng phải khởi kiện tại nơi cư trú của anh này đang làm việc ở Bình Định, và tòa án của một cái huyện của tỉnh Bình Định sẽ thụ lý và xem xét hồ sơ của họ. Về vấn đề thứ hai là mâu thuẫn trong vấn đề hôn nhân, thì một số anh chị em ghi ra rõ trong cái nguyên đơn đó, có thể là vợ và chồng ghi những cái nguyên nhân mâu thuẫn như là tứ đổ tường, rượu chè, cờ bạc, trai gái, những cái tính cách, những cái cãi vã, rất là nhiều cái ý để mà dẫn đến cái việc mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân và cái việc hôn nhân không thể đạt được. Tuy nhiên thì một số anh chị chỉ cần ghi rằng là những cái mâu thuẫn bất đồng trong cái cuộc
sống, hoặc là anh bây giờ ảnh đại khái ảnh không phụ tôi chăm sóc việc nhà, hoặc là bây giờ ảnh trong cái cư xử hàng ngày thì ảnh thô lỗ, anh không có lãng mạn. Và hàng n lý do để cái người phối ngẫu, người vợ hoặc người chồng đưa ra cái lý do tại tòa. Và tòa án sẽ dựa trên những cái lý do này, và tòa án sẽ mời cái bên còn lại, bên bị đơn đến. Nếu trong trường hợp người vợ hoặc người chồng, người bị đơn họ chấp nhận, thì tòa án sẽ ra cái phán quyết công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Thường thì trong cái vụ kiện nó gồm có 3 vấn đề. Thứ nhất là ly hôn, thứ hai là con chung, thứ ba là tài sản chung. Tuy nhiên rằng một số vợ hoặc chồng, những người nguyên đơn khởi kiện, họ có thể rằng ly hôn chỉ có ly hôn và con chung, thậm chí họ không có con chung thì chỉ là một mối quan hệ là ly hôn. Câu chuyện thứ ba của tôi kể đó là án phí ly hôn. Thưa quý vị và các bạn, thì tôi có một cái người con của người khách hàng, họ cũng thật là khó khăn. Em bảo với tôi rằng là chị ơi, bây giờ ly hôn thì phải đóng bao nhiêu tiền, em sợ đóng nhiều tiền quá thì em không có tiền đóng. Thì tôi bảo với em rằng em cứ đến văn phòng tôi sẽ giúp em một cái đơn khởi kiện. Còn cái tạm ứng án phí trong cái việc ly hôn thì đó là án phí trong cái việc không có giá ngành, và mình chỉ đóng 300 ngàn đồng mà thôi. Thì tùy sau khi mà quyết định công nhận sự thỏa thuận hoặc là bản án, thì tòa án sẽ có tùy theo anh chị thẩm phán thôi. Một số anh chị sẽ hoàn lại 50%, tức là 150 ngàn đồng cho em. Cũng có thể rằng là em chấp nhận cái số tiền đó và em sẽ không được hoàn trả lại. Thưa quý vị và các bạn, cái án phí để mà được ly hôn là 300 ngàn đồng cho một cái vụ kiện ly hôn không có tranh chấp tài sản. Bây giờ tôi tổng hợp lại cho quý vị và các bạn cái video ngày hôm nay nhé. Thứ nhất, hôm nay thông điệp của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Tay là trong trường hợp người vợ ly hôn hoặc người chồng ly hôn mà con dưới 36 tháng tuổi, thì trên nguyên tắc mẹ là người được quyền nuôi con, trực tiếp nuôi con theo quy định của điều 81 luật hôn nhân. Thứ hai là về thẩm quyền nộp đơn khởi kiện. Việc nộp đơn khởi kiện là việc nộp đơn nơi người bị đơn, có thể là người vợ hoặc người chồng đang cư trú và làm việc, và xác định và mình nộp đơn ở tòa đó. Thì tùy theo cái việc nộp đơn, có thể quý vị và các bạn có thể đến một cái văn phòng luật sư, hoặc quý vị và các bạn đến gần cái tòa án nơi mà chồng vợ mình đang cư trú đó, mình xin một cái mẫu hoặc mua một cái mẫu và mình điền đơn thôi. Thì trong cái video trước thì tôi cũng đã hướng dẫn cái việc nộp đơn ly hôn rồi. Một vấn đề nữa đó là mâu thuẫn trong cái đơn ly hôn mà mình phải trình bày. Thì mâu thuẫn trong ly hôn thì mình có thể là ghi đúng thực trạng. Bây giờ ly hôn là vì anh có người thứ ba, ly hôn là vì anh cờ bạc, ly hôn vì anh là vô trách nhiệm, ly hôn là vì cuộc sống vợ chồng quá bức bách, ly hôn là vì tôi vợ ở làm gì tôi không thể sống được. Hàng loạt những cái ly hôn mà chúng ta có thể đưa những cái trình huống cụ thể của mình vào trong cái đơn ly hôn. Nếu trong trường hợp chúng ta cảm thấy rằng không cần thiết phải đưa ra những cái nguyên nhân của ly hôn, thì chúng ta có thể bỏ nhỏ rất là đơn giản. Thì chúng ta sẽ nói rằng là mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng thì quan hệ do cái tính cách, quan điểm sống khác nhau và liên tục cãi vã, và chúng tôi không còn gì để mà nói với nhau nữa. Và một cái vấn đề cuối cùng đó là vấn đề án phí trong việc nộp đơn ly hôn. Thì đây là những cái video rất là cơ bản tôi mong muốn gửi đến quý vị và các bạn. Những người không có điều kiện đến văn phòng luật sư, những người bình
ly hôn để mình tìm được sự tự do cho bản thân mình, thì cái phí để đóng cái án phí có giá nặng trong việc ly hôn là 300.000 đồng. Đó là cái án phí mà quý vị và các bạn phải nộp cho thi hành án, để thi hành án có một cái biên lai gửi lại tòa. Đây là cái việc án phí, là cái phí mà tòa án chấp nhận để xem xét, để đưa ra một cái phán quyết có hay không có việc ly hôn, chấp nhận hay không bác đơn khởi kiện ly hôn của quý vị và các bạn nhận nguyên đơn. Thưa quý vị và các bạn, đây là những video mà cũng mong muốn gửi đến quý vị và các bạn, trao cho quý vị và các bạn một món quà để quý vị và các bạn thông qua video này có thể xem đi xem lại nhiều lần để tặng cho những người thân, người đồng nghiệp của mình. Thí dụ như bây giờ người thân, người anh chồng của tôi, ảnh bây giờ anh như vậy không thể sống được nữa. Tôi có đọc cái video chương trình Nhân Tạo Để Biết Được Ta, do luật sư đoàn văn phòng luật sư Đoàn Văn Phúc đó, thì anh chị có thể lên YouTube và đánh cái từ khóa là văn phòng luật sư Đoàn Văn Phúc ở cái video số mấy, và mình chỉ cái đường dẫn cho cái người bạn, người thân, người quen của mình để họ hiểu được những cái điều cơ bản khi ly hôn. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn video có những cái điều thiếu sót. Tôi mong rằng nhận được phản hồi từ phía các anh chị em đồng nghiệp, quý vị độc giả, để những video làm sao sẽ góp phần để nâng lên cái chất lượng cái video. Tôi xin trân trọng cảm ơn.